Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Countryside TV. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ bàn về heo rừng lai. Ở nhà mình á, hiện tại là có 3 con heo rừng nái đang chuẩn bị đẻ. Thì mình sẽ đề cập đến vấn đề là bổ sung vitamin như thế nào để cho mà heo mẹ có thể khỏe và đẻ ra heo con thật là hồng hào và khỏe mạnh. Thì mời cả nhà cùng theo dõi nha. Thì hôm nay cái loại vitamin mà mình muốn đề cập đến với cả nhà để mà bổ sung những cái chất dinh dưỡng cần thiết trên heo nái mang thai, đó chính là vitamin ADE. Thì cái loại vitamin này á, không những là giúp cho heo nái tăng cái sức đề kháng cũng như là hạn chế một số loại bệnh thường gặp xảy ra trên heo. Bên cạnh đó thì nó còn giúp tăng khả năng tiết sữa cũng như là giảm thiểu cái việc sảy thai do thiếu vitamin trên heo nái. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng xem cái cách mà mình cho heo nái ăn như thế nào để cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho heo. Thì mời cả nhà cùng xem nha. Thì khi mà heo nái trong cái quá trình mang thai á, thì mình nên mua cái loại cám mà đặc biệt dành riêng cho heo nái mang thai để tránh cái trường hợp mà heo nái thiếu các chất dinh dưỡng. Thì bây giờ mình sẽ trộn chung cái loại cám viên này nè với lại cám bắp và mình đổ cho heo ăn. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình pha chế cái phần ăn cho heo mẹ ha. Thì đây chính là bắp mà mình đã xay nhuyễn rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy thêm cái cám mà dành cho heo nái á. Đó, thì cái loại cám này là mình mua là chuyên dụng là dành cho heo nái trong thời kỳ mang thai luôn. Thì mình sẽ trộn chung với lại cái cám bắp này. Thì chó nhà mình nó thích ăn cám. Đó, thì đây là cái bắp mà mình đã ngâm được khoảng tầm 15 phút rồi. Bắt đầu là mình sẽ trộn với lại cái cám mà dành cho heo nái á, rồi mình cho heo mình ăn. Đó. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng sẽ bỏ vào 1 muỗng cà phê vitamin ADE. Và bắt đầu mình trộn lên, nhé ra con. Và bắt đầu mình trộn lên ha. Đó, mình sẽ trộn cho nó đều với cái vitamin và cái cám. Xong rồi bây giờ mình đem cho heo ăn. Vitamin là đóng một vai trò rất là quan trọng và cần thiết trong quá trình sinh trưởng và phát triển của heo nái. Thì khi mà heo nái mang bầu á, mà mình cung cấp được đầy đủ các vitamin cần thiết cho heo thì sẽ đảm bảo được heo con phát triển đầy đủ nhất. Thì cái vitamin A là nó có vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình mà heo mẹ chuẩn bị bước vào thời kỳ sinh sản. Thì với khẩu phần ăn như vậy á, thì một ngày là mình cho nó ăn 2 cữ tinh bột như vậy, còn lại là mình sẽ bổ sung thêm rau củ quả vào những cái bữa lỡ cho heo. Thì heo này của mình thì tầm 1 tháng nữa là bắt đầu sẽ đẻ. Thì heo nái là mang thai tầm 110 đến 120 ngày. Và cái dấu hiệu mà chuẩn bị sinh của heo là cái bụng nó sẽ xuống như vậy nè, cả nhà đó thấy không? Đó, và cái bầu vú của nó thì căng tròn. Đó, là bây giờ là bắt đầu mình phải hái lá chuối về và mình phơi khô để lót ổ đẻ cho heo. Đó, đây chính là cái món ăn rất là khoái khẩu trên heo luôn ha. Thì khi mà mình trộn cái vitamin vào trong cái phần hỗn hợp thức ăn nước như vậy á, thì thứ nhất là vitamin nó có thể dễ dàng hòa tan và đảm bảo là heo mẹ sẽ ăn sạch hết luôn. Thì trong cái quá trình mang thai tầm 120 ngày trên heo á, thì những cái ngày này á, là mình phải lưu ý về cái vấn đề dinh dưỡng dành cho heo. Tại vì khi mà mình cung cấp đầy đủ các vitamin cần thiết cho heo á, thì không những là đảm bảo cho heo có thể phòng ngừa được các loại bệnh, cũng như là giúp cho heo con ở trong bụng mẹ phát triển đầy đủ tốt nhất. Thì vừa rồi mình cũng đã thông tin đến với các bạn một số vấn đề cần lưu ý khi mà heo nái đang mang bầu và chuẩn bị sinh. Thì ở nhà các bạn chăm sóc heo nái như thế nào, có thể chia sẻ với mình ở bên dưới comment ha. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau nha. Bye bye.